chân dung hai con nối nghiệp bố nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, kẻ đại gia chân đất, người xinh đẹp như hát gơn. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng sinh năm 1952, ông nổi tiếng từ những năm 1970 khi đảm nhiệm rất nhiều vai chính ấn tượng trong các bộ phim như Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di trúc bí ẩn. Hiện tại, ông tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn phản diện, điển hình là một đại gia trong hài Tết Bản nhiều vợ, hay ông Khanh quá vợ trong bộ phim đang nhận nhiều sự chú ý những cô gái trong thành phố. Ngoài vai trò là diễn viên, ông còn tham gia làm đạo diễn sân khấu, ông chính là nguyên giám đốc đoàn kịch ngành công an nhân dân. Về đời tư, ông trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con theo nghiệp diễn của bố. Ngoài đạo diễn Trần Bình Trọng được nhiều khán giả biết đến từ trước, thì con gái út của ông, Trần Hoàng Anh Phương cũng mới bắt đầu chạm ngõ phim truyền hình. Nói về đạo diễn Trần Bình Trọng, anh có lẽ là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu thích dòng phim hài, như Làng Ế Vợ, Đại Gia Chân Đất, hay vai Thiên Lôi trong Gặp Nhau cuối năm Táo Quân. Bình Trọng tên đầy đủ là Trần Bình Trọng sinh năm 1973, là một trong những diễn viên hài ăn khách của khu vực phía Bắc. Anh cũng chính là đạo diễn của hai series phim Đại Gia Chân Đất và Làng Ế Vợ, thường được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán nhiều năm nay. Trần Bình Trọng là con trai của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, được biết tới là một trong số những nghệ sĩ kịch gạo cội của Việt Nam. Chính vì sinh ra trong một gia đình có cha làm nghệ thuật, nên đã tạo tiền đề cho anh trở thành một người nghệ sĩ. Khi còn mới 5 tuổi anh đã trở thành một diễn viên nhí. Mặc dù từ nhỏ anh đã xác định là không theo con đường nghệ thuật giống bố, tuy vậy cái nghiệp diễn như kiểu cha truyền con nối bám lấy anh. Khi còn là sinh viên đại học của trường Đại học Văn hóa, anh xin làm chân trợ lý đạo diễn để có thêm thu nhập cho bản thân. Nhờ vào sự nhanh nhẹn, hoạt bát, anh được các đạo diễn và mọi người quý mến. Có những lúc do thiếu diễn viên anh làm diễn viên bất đắc dĩ. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là nghề tay trái của anh, nhưng sau khi đi làm thành quen rồi anh yêu nghề từ lúc nào không biết. Tấm bằng Đại học Văn hóa anh không sử dụng mà theo chân các đoàn làm phim. Những ngày đầu vào nghề anh chỉ là với những vai diễn kiểu hài kịch, tuy vậy nhờ những vai diễn đó mà đã tạo nên tên tuổi cho Bình Trọng như bây giờ. Nói về con trai với sự khiêm nhường và cẩn trọng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng kể, Bình Trọng không được học về kỹ thuật biểu diễn, cậu ấy diễn xuất hoàn toàn là năng khiếu, tự nhiên. Tôi vẫn khuyên cậu ấy nên học thêm, ngoài việc học về quản lý trong ngành văn hóa, còn nên học thêm về kỹ thuật biểu diễn, để diễn có chiều sâu hơn. Một trong sự nghiệp của mình, Trần Bình Trọng được phong là vua vai phụ, khi xuất hiện nhiều trên các phim truyền hình, phim hài, Táo Quân. Hầu hết các vai diễn của Bình Trọng thường là những vai anh nông dân quê mùa, nhí nhố, lấc cấc hay vào những vai lưu manh, những kẻ gian xảo. Những vai diễn gây ấn tượng mạnh mẽ của Bình Trọng trong lòng khán giả phải kể đến như Đại Gia Chân Đất, Túng Tiền Tiến Tùng, Làng Ế Vợ. Dù gương mặt và ngoại hình nhỏ nhắn nhưng ở ngoài đời anh là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài việc là một diễn viên anh còn đảm nhận khá nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất, và là giám đốc của hãng phim Bình Minh do anh sáng lập và điều hành. Nhìn chung, từ ngoại hình cho tới tính cách của đạo diễn Trần Bình Trọng đều toát lên vẻ gần gũi, mộc mạc. Anh được xem là đạo diễn nông dân nhất Việt Nam. Nhắc đến con trai Bình Trọng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ, điều có thể dễ nhận ra nhất ở Bình Trọng là tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật. Cậu ấy là người rất tự lực, đã tự mày mò, cố gắng, nỗ lực để tìm đường đi cho bản thân. Và đến bây giờ, cậu ấy đã bước đầu để lại được một số ấn tượng cho khán giả. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Bình Trọng chả ai nghĩ anh đang làm giám đốc và lại có cô vợ chân dài. Nhiều người vẫn trêu đùa rằng anh trông ra dáng lái xe của giám đốc hơn. Vậy mà, sau thời gian lăn lộn vất vả, thu thập kinh nghiệm cuộc sống, Bình Trọng thành lập hãng phim chuyên sản xuất những chương trình nghệ thuật, những series hài đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả như Túng Tiền, Tiến Tùng, Đại Gia Chân Đất. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Bình Trọng đang có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước, gia đình hạnh phúc với cô vợ từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những thiên thần nhỏ kháu khỉnh đáng yêu, được thỏa mãn đam mê nghệ thuật, sống được, thậm chí là sống tốt với nghề. Tuy nhiên, trước khi có được bến đỗ bình yên như hiện tại, Trần Bình Trọng từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đó cũng là lý do vì sao anh khá e dè khi đề cập đến chuyện gia đình. Nhắc đến sự nghiệp của diễn viên hài Bình Trọng, không thể không nhắc đến Thu Phương, người vợ đã cùng anh đồng hành từ những khoảng thời gian khó khăn nhất. Hai người quen nhau trong cuộc thi Hoa hậu Hải Dương năm 2002. Năm 2002, Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh xuất sắc. Bẵng đi một thời gian, khi đang đi trên đường Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu năm xưa. Được cô gái xinh đẹp chào hỏi cởi mở, Bình Trọng vẫn không thể nhớ ra là ai nhưng vẫn giả vờ coi như quen biết. Sau này duyên số đưa đẩy, hai người nên duyên vợ chồng từ một cuộc gặp gỡ vu vơ. Sau 3 năm tìm hiểu, cuối cùng Bình Trọng cũng cưới được vợ xinh đẹp về chung nhà. Năm đó, Bình Trọng chỉ là một diễn viên nghèo, gần như tay trắng, phải làm nhiều việc cùng lúc để lo cho cuộc sống gia đình. Chưa kể đến việc chồng của cô là một nam diễn viên được đánh giá là kém sắc, kém cả ngoại hình. Thế nhưng, Thu Phương vẫn quyết tâm một lòng gắn bó, đồng hành cùng chồng cho đến tận thời điểm hiện tại. Bình Trọng cũng luôn tỏ ra là một người vô cùng yêu vợ, trân trọng vợ. Sau những khó khăn về tài chính, anh dần có được những thành công trong sự nghiệp, và anh luôn sẵn sàng bù đắp lại khoảng thời gian trước kia cho Thu Phương, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chia sẻ về vợ, Trần Bình Trọng cho biết, anh lấy vợ trẻ, đôi lúc cũng có chút rắc rối. Thuở ban đầu, cách cô ấy thể hiện tình yêu với chồng có phần hơi thái quá, cuồng yêu, hay ghen, thôi thì đủ cả. Trước kia, ở căn nhà cũ, anh thường mở cửa cho mấy ông bị đuổi chạy sang trốn, giờ sang nhà mới, đôi lần tôi cũng phải xin hàng xóm mở cửa cho vào, anh hài hước nói. Năm 2005, lấy vợ xong, Bình Trọng gần như gây dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh kể, ngày ấy, ai thuê mướn gì anh cũng làm, từ đóng phim, tổ chức sản xuất, trợ lý đạo diễn cho tới casting. Có những thời điểm, tôi đóng một lúc 2 đến 3 phim. Đang quay ở Thanh Hóa, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần gọi về quay, tôi phi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, quay xong lại trở ngược vào Thanh Hóa ngay trong đêm cho kịp giờ. Có những ngày tôi làm việc quần quật đến 18 tiếng, nhưng cũng chính từ những tháng ngày vất vả đó, tôi có nhiều trải nghiệm hơn để làm tốt công việc bây giờ, anh nói. Nói về vợ, diễn viên Bình Trọng dành cho bà xã những lời khen chân thật, vợ tôi là một người biết lo lắng, tháo vát trong chuyện gia đình. Bây giờ tôi có những đứa con kháu khỉnh cũng là nhờ cô ấy. Bà xã cũng giúp tôi trong công việc của công ty, tôi không khéo ăn nói nên cũng chẳng nịnh vợ được câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua nhiều điểm xấu của chồng. Hiện tại, anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con, dù trên Facebook cá nhân, diễn viên Bình Trọng hiếm hoi chia sẻ những hình ảnh của gia đình, nhưng vợ của anh lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc bên chồng con. Qua hình ảnh có thể thấy, cuộc sống của diễn viên Bình Trọng vô cùng hạnh phúc bên vợ xinh đẹp và các con. Ngoài công việc, gia đình anh cũng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Bỉ, Pháp, anh cũng được khen là ông bố khéo chăm và yêu thương các con. Điều nhiều khán giả bất ngờ nữa về thiên lôi của Táo Quân, không chỉ là diễn viên xấu nhất, anh còn là con trai của một nghệ sĩ có tiếng phong độ, điển trai và tài hoa. Diễn viên Bình Trọng chính là con trai của nghệ sĩ Trần Nhượng. Người xem ngỡ ngàng khi biết họ là cha con. Hai cha con, người theo chính kịch, người lại theo hài kịch, nhưng tất cả đều dành tình cảm đắm say và cống hiến nghiêm túc cho nghề. Vậy nên họ không nhạt nhòa trong mắt công chúng, cả hai đều được công nhận, được yêu mến và quan trọng họ sống được với nghề. Về mối quan hệ với bố, do có khác biệt trong tư tưởng nghệ thuật, nên hai bố con ít tranh luận để tránh va chạm. Con người ta thường chỉ tranh chấp, khúc mắc khi không tìm được tiếng nói chung cho một vấn đề. Tuy cùng là diễn viên truyền hình, nhưng hai bố con lại rẽ theo hai nghiệp diễn hoàn toàn khác nhau, tôi làm hài nghiệp dư. Bố tôi đóng chính kịch chuyên nghiệp nên chẳng bao giờ xảy ra đụng độ. Khi có kịch bản hay dự án phim mới, tôi mang về hỏi bố về chuyên môn, cái nào bố khuyên đúng thì mình tiếp thu, sai thì sửa lại cho phù hợp. Tôi đơn giản, xuề xoa nhưng được cái vợ tôi khá hợp tính với bố chồng nên mọi thứ đều êm xuôi cả, nam diễn viên bày tỏ. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, ông trùm phản diện của làng phim truyền hình phía Bắc, có cô con gái út xinh đẹp Anh Phương, cô vừa có vai diễn phim truyền hình đầu tiên. Cô gái sinh năm 1996 này tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cô từng có thời gian nam tiến để thử sức và tìm cơ hội mới. Anh Phương hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Trang TikTok của cô có 250.000 người theo dõi và 2 triệu lượt thích. Jenna Anh Phương có khuôn mặt trái xoan đường nét đẹp, vóc dáng cao ráo và hấp dẫn. Cô từng giành danh hiệu Nữ hoàng Việt Nam thân thiện toàn cầu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tháng 1 năm 2020. Từ hồi bé, Anh Phương đã đóng một số phim, sau đó cô vắng bóng trên phim ảnh suốt thời gian dài và mới trở lại theo đuổi nghiệp diễn từ năm 2020. Cô đóng các web drama, MV và cũng đã có MV của riêng mình. Sinh ra trong một gia đình có bố là một nghệ sĩ gạo cội, được nhiều khán giả yêu mến và quý trọng nên Trần Phương cũng ấp ủ giấc mơ được cống hiến trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trần Phương quyết định nam tiến để thử sức mình. Tuy nhiên, khác với nhiều diễn viên trẻ con nhà nòi khác, Trần Phương không muốn dựa dẫm vào tên tuổi của bố hay những mối quan hệ của anh trai, đạo diễn Trần Bình Trọng mà tự bước đi trên con đường của chính mình. Trái ngược hoàn toàn với anh trai, Anh Phương nhận được nhiều lời tán dương vì vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp chuẩn chỉnh hot girl. Cô tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Hà Nội và theo đuổi con đường nghệ thuật như bố và anh trai. Nữ diễn viên sinh năm 1996 lần đầu chạm ngõ phim truyền hình khi góp mặt trong bộ phim Anh Có Phải Đàn Ông Không, sắp phát sóng trên VTV. Anh Phương tâm sự với Tiền Phong, cô đã nhận được lời chúc mừng từ gia đình và được chỉ dạy một số điều để hoàn thành vai diễn thật tốt. Con gái út của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng từng tâm sự, cô quyết định nam tiến, một phần vì không muốn dựa hơi bố và anh trai để nổi tiếng. Cô hạn chế nhắc về hai người để công chúng có thể đánh giá một cách công tâm thực lực. Anh Phương từng chia sẻ, cô được nhận xét là có nhiều nét giống bố nhất, Hai bố con hợp cạ và có nhiều điểm chung về sở thích. Cô chia sẻ, mọi người hay nghĩ có bố là diễn viên nổi tiếng chắc hẳn công việc của mình sẽ dễ dàng hơn, nhưng thế hệ của bố và của tôi rất khác nhau. Tôi cũng không muốn dựa vào danh tiếng của bố nên mọi việc đều tự làm từ con số 0. Khi nhiều người bất ngờ vì cô và anh trai Trần Bình Trọng khác nhau quá nhiều, anh Phương chia sẻ, anh Trọng là con của mẹ cả còn Phương là con mẹ hai. Khoảng cách tuổi tác khá nhiều nên hai anh em khác nhau hơi nhiều chút ạ. Con gái Trần Nhượng cho biết mối quan hệ trong gia đình mình rất tốt. Các anh chị đều đã có gia đình riêng, chỉ cô là chưa có nên được anh chị giúp đỡ, lo lắng cho nhiều. Bố mẹ ly hôn, hồi nhỏ anh Phương có chút tủi thân, nhưng khi lớn rồi cô cảm thấy không có vấn đề gì nhiều. Hai anh em không có nhiều sự tương đồng do cách khá xa về tuổi tác. Dù vậy, mối quan hệ của các anh chị em trong gia đình đều rất tốt. Vì là con út trong nhà nên cô luôn được yêu thương, cưng chiều như công chúa. Hồi nhỏ, anh Phương cũng tham gia đóng vai quần chúng trong phim Anh Trai, hay theo đoàn phim Làng Ế Vợ Năm của Trần Bình Trọng, hỗ trợ việc trang điểm và phục trang. Anh Phương hiếm hoi quay cùng anh trai Trần Bình Trọng, đăng tải trên TikTok cá nhân khi có khán giả nhận xét hai anh em không giống nhau. Nói về điều này, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Hoàng Anh Phương cho biết bản thân cô không hề bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy thú vị khi được nhận xét có ngoại hình khác anh trai quá nhiều. Cô giải thích thêm rằng, hầu như ai biết hai anh em đều đưa ra ý kiến như vậy bởi vì anh Trọng là con của mẹ cả còn Phương là con mẹ hai, khoảng cách tuổi tác khá nhiều nên hai anh em khác nhau hơi nhiều chút ạ. Bên cạnh ngoại hình, mối quan hệ giữa hai anh em cũng là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, bởi vì Trần Bình Trọng là con trai của vợ cả còn Trần Hoàng Anh Phương là con gái của vợ hai, nữ diễn viên cũng ít khi nhắc đến anh trai, dù thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh chụp cùng bố nên công chúng cũng không khỏi thắc mắc, liệu hai người có phải là một cặp anh em hòa thuận? Chia sẻ về vấn đề này, Trần Hoàng Anh Phương thẳng thắn bộc bạch, vì Trần Bình Trọng đã có gia đình và hay bận đi làm phim nên cô ít có cơ hội được gặp gỡ. Chính cô cũng muốn hạn chế nhắc về bố, cũng như anh trai để dư luận có thể đánh giá thực lực của mình một cách công tâm. Còn trên thực tế, Trần Hoàng Anh Phương từng tham gia đóng vai quần chúng trong phim do anh trai Trần Bình Trọng sản xuất, cũng có thời gian theo đoàn làm phim Làng Ế Vợ Năm của anh để hỗ trợ việc trang điểm, hậu trường. Trả lời câu hỏi về mối quan hệ của hai anh em, Trần Hoàng Anh Phương khẳng định chắc chắn, mối quan hệ của các anh chị em trong gia đình mình rất tốt. Các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn mỗi Phương chưa có, nên anh chị rất lo lắng và giúp đỡ mình nhiều. Thông qua những câu trả lời của Trần Hoàng Anh Phương có thể thấy, hai người con của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, mặc dù có sự khác biệt rất lớn về ngoại hình, nhưng vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, tốt đẹp. Khoảng 6 tháng trước, cô trở ra Hà Nội để tham gia phim truyền hình đầu tiên của mình. Lần đầu chạm ngõ làng phim truyền hình, Jenna Anh Phương vào vai Thủy Anh trong Anh Có Phải Đàn Ông Không? Anh Phương cho biết cô gặp không ít áp lực với vai diễn này, đây là may mắn, là một cơ hội lớn nên tôi rất trân trọng và dành hết tâm huyết với vai diễn. Vai diễn này khá nhỏ tuổi so với tuổi thật của tôi nên thời gian đầu tôi cũng lo lắng và phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đến giờ thì tôi đã bắt được nhịp và luôn thấy nhiệt huyết mỗi lần đi quay. Anh Phương cũng chia sẻ về ông bố nổi tiếng, ông trùm phản diện, Trần Nhượng, bố đã rất mừng cho tôi khi có được cơ hội này. Ông cũng chỉ dạy một số điều để tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Sau khi Mặt Nạ Gương kết thúc, Anh Có Phải Đàn Ông Không sẽ là bộ phim nối sóng được phát trên VTV3 lúc 21h40 vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Theo đó, bộ phim xây dựng hình tượng của một người đàn ông 40 tuổi để khai thác về những vất vả của họ trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Nếu như ở những bộ phim khác, người phụ nữ là người chịu những áp lực về cơm áo gạo tiền, nội ngoại hai bên, thì bộ phim này lại có một góc nhìn mới lạ khi đặt đàn ông vào những áp lực ấy. Anh Có Phải Đàn Ông Không có sự tham gia của rất nhiều gương mặt quen thuộc như Quỳnh Cun, Thúy An, Tuấn Tú, Nhan Phúc Vinh, Việt Hoa và cả Thanh Hương. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc này, bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên trẻ Anh Phương, con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Theo đó, Anh Phương sẽ vào vai con gái của Tuấn Tú và Thúy An ở trong phim. Trong phim, Anh Phương đảm nhận vai Thủy Dương, năm nay chỉ mới 16 tuổi. Dù ngoài đời Anh Phương đã 26 tuổi, nhưng việc cách biệt về tuổi tác này có lẽ là điều không quá khó khăn với cô. Nữ diễn viên vẫn xem đây là một may mắn, và là cơ hội để cô thể hiện khả năng của bản thân mình. Ngoài làm diễn viên, hiện Anh Phương còn là người mẫu tự do, và thường xuyên tham gia các sự kiện trên sóng truyền hình để tương tác cùng khán giả. Ở ngoài đời, Anh Phương và nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng thân thiết với nhau như hai người bạn. Cô cũng được bố đặc biệt quan tâm và chiều chuộng, dù bận rộn nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng lúc nào cũng dành thời gian cho con gái út, đặc biệt công chúa. Nhà Trần Nhượng từng gây chú ý mạnh khi xuất hiện tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, với cái tên Jenna. Cô là nữ chính nhưng không phải đến tham gia tỏ tình như các cô gái khác, mà lại do nhận được lời mời từ một trong 9 soái ca, ngồi ghế nóng. Được mời đến tỏ tình, ngay khi xuất hiện, Jenna đã khiến các chàng trai và khán giả bất ngờ với vẻ xinh tươi của mình. Cô được người mẫu Tiến Thịnh và ca sĩ Lục Huy bấm nút quay ra quyết định tỏ tình. Tuy nhiên chàng trai bí ẩn mời Jenna đến chương trình là một người khác, cuối cùng anh chàng này đã lộ diện, đó là ca sĩ Min Tae. Nam ca sĩ và Jenna vốn là hai anh em thân thiết, chơi chung một nhóm bạn, thường xuyên gặp mặt, làm việc cùng nhau. Min Tae đã bày tỏ tình cảm với Jenna trong khung cảnh lãng mạn khiến cô bối rối, vì người đứng trước mắt mình là anh em thân thiết. Cô nói, em không ngờ vì trước mặt bọn anh, em như một người đàn ông. Nam ca sĩ tiết lộ ban đầu không có quá nhiều ấn tượng với Jenna, nhưng sau khoảng thời gian thân thiết hơn đã được cô quan tâm khi anh gặp chuyện buồn. Đặc biệt anh rung động khi một lần nhậu cùng tình cờ bắt gặp khoảnh khắc nhõng nhẽo, đáng yêu của cô. Con gái nghệ sĩ Trần Nhượng bất ngờ tiết lộ, cũng đã từng có một chút cảm xúc đối với Min Tae, nhưng sau cùng đã gạt bỏ sang một bên, vì muốn tập trung mối quan hệ anh em thân thiết. Hiện tại, cô cũng muốn cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè. Nếu mình là tri kỷ thì mối quan hệ sẽ lâu dài hơn, Jenna chia sẻ. Cặp đôi quyết định sẽ tiếp tục làm bạn, sẽ không để tình cảm nam nữ xen vào mối quan hệ này. Sau chương trình, Jenna Anh Phương vẫn nhận được sự chú ý, theo dõi của nhiều khán giả. Trên Facebook cô có đến gần 50.000 người theo dõi. Instagram cũng có lượng follow tương đương. Thú vị hơn trên TikTok, cô nàng gây sốt bằng nhiều clip thú vị, thể hiện sự năng động, duyên dáng và không kém phần hài hước của mình. Nhiều fan mê mẩn ái nữ của kính trắng người phán xử, vì nhan sắc xinh xắn, thân hình thon thả và cao ráo, nét đẹp tựa sao Hàn. Đường cong quyến rũ của cô làm không ít cư dân mạng mê mệt. Được hỏi về chiều cao, cân nặng, cô cho biết mình cao 1m66 và nặng 47kg. Anh Phương được nhận xét giống bố. Cô từng cho hay, có một sự thật, tớ là người giống bố nhất nhà. Tớ con gái thì tóc tai, make up giống mẹ nữa. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn thông tin người nổi tiếng. Xin chào. Đã hết.